Mỏ cát ở thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa do công ty TVH Gia Lai trúng đấu giá quyền khai thác vào cuối tháng 7 2023. Mỏ cát này có diện tích khai thác trên 7,7 ha với trữ lượng trên 171.000 m khối cát và trên 22.000 m khối sạn với thời hạn khai thác là 3 năm. Thực hiện nghị định 158/2016 của Chính phủ, doanh nghiệp này đã lắp trạm cân và camera giám sát. Chi phí lắp đặt các thiết bị này khá tốn kém, nhưng không biết dữ liệu truyền về cơ quan nào. Trước khi được cấp phép thì đơn vị đã làm tất cả các thủ tục này. Và hiện nay truyền dữ liệu thì đơn vị chờ các cơ quan ban ngành. Hiện nay các mỏ được cấp quyền khai thác thương mại ở Quảng Ngãi đều lắp đặt trạm cân và camera giám sát. Hệ thống này sẽ lưu trữ khối lượng cát bán ra tại mỏ và gửi số liệu hình ảnh về cho các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp xã đến tỉnh để giám sát hoạt động của các chủ mỏ cát nhằm ngăn chặn thất thoát tài nguyên. Tuy nhiên, dữ liệu này chưa biết truyền đi đâu. Trên cái thực địa của cái nơi khai thác đó, của công ty thì đã lắp đặt camera và đã có trạm cân theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên cái đường truyền về cho ban dân quyện và các cơ quan chức năng để quản lý đó, thì hiện nay là chưa có cái sự đồng bộ giữa chủ sở tài nguyên và môi trường. Từ những lỗ hổng trong quản lý, doanh nghiệp khai thác với trữ lượng bao nhiêu thì khó mà xác định. Và đương nhiên là các trạm cân chỉ lắp đặt để đối phó. Hàng ngày, cát vẫn bán ra thị trường mà không được giám sát. Chẳng hạn như xe cát này không qua trạm cân. Xe chở khoảng 7 mét khối cát được bán ra ngoài mà không có hóa đơn chứng từ, thì chỉ riêng khoản thuế tài nguyên, nhà nước thất thoát gần 1,4 triệu đồng. Cũng không kiểm soát hoàn toàn được hết vì có hôm số lượng xe nó cũng tương đối nhiều. Thế thì sắp tới là chúng tôi là cũng sẽ cho triển khai chặt chẽ hơn về các quy định, theo các quy định của nhà nước. Mỏ cát ở xã Tịnh An và Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khoáng sản Quảng Ngãi khai thác thương mại gần 5 tháng nay. Đây là mỏ cát có trữ lượng lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, dự báo trên 1 triệu mét khối cát xây dựng. Mỗi năm đơn vị này được cho phép khai thác bán ra thị trường trên 105.000 mét khối. Tuy nhiên, trong giai đoạn được cho là khan hiếm cát thì mỏ cát này chỉ bán ra chưa tới 50% khối lượng được phép khai thác. Doanh nghiệp cho rằng giá cát được niêm yết là 356.000 đồng một mét khối và không thay đổi trong 2 năm qua nhưng vẫn tiêu thụ chậm. Mức giá này không phải là quá cao nhưng rất khó cạnh tranh vì có một lượng lớn cát lậu tuồn ra ngoài được bán với giá thấp hơn. Ở đâu đây đó có cái nguồn cát là bất hợp pháp được người ta tung ra thị trường, bán ra thị trường, làm cho cái thị trường là méo mó đi. Đối với những đơn vị mà làm ăn chân chính như chúng tôi, số lượng tiêu thụ cát bị thu hẹp. Chúng ta không kiểm soát được thì người ta đấu giá cao nhưng người ta khai thác vượt trữ lượng thì thành ra vô tình là giá thấp. Mà đây lại là thất thoát. Và cũng cái thất thoát này là cho cả xã hội luôn. Người dân bị phải mua giá cao trong khi doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc khai thác khối lượng vượt quy định. Đó là bài toán đặt ra thứ hai chúng ta phải giải quyết vấn đề này. Và vấn đề thứ ba đó là hóa đơn. Các cơ quan chức năng phải kiểm soát được hóa đơn chứng từ các loại vật liệu. Chúng ta nên kiểm soát nó giống như các vật liệu xây dựng khác như xi măng, sắt thép. 8 doanh nghiệp trúng đấu giá khai thác cát ở Quảng Ngãi đã đi vào hoạt động trong thời gian khá dài và đã lắp đặt trạm cân, camera giám sát nhưng vẫn chưa thể truyền dữ liệu về cho cơ quan quản lý. Điều này cho thấy sự thiếu quyết liệt trong khâu giám sát các mỏ khoáng sản. Và nếu tiếp tục thả nổi thì sẽ khó tránh khỏi tình trạng thất thoát nguồn tài nguyên cát như đã từng xảy ra lâu nay. Đây là cái vấn đề đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước. Và theo luật thì cái vấn đề này là tỉnh cũng đã chỉ đạo rất rõ đối với các địa phương, nhất là cấp xã, phối hợp với các cơ sở ban ngành có liên quan để chúng ta làm chặt cái công tác quản lý đối với các đơn vị sau khi mà trúng đấu giá khai thác cát. Thì theo báo cáo thì hầu hết là các địa phương có các mỏ cát khai thác thì đã triển khai nội dung này. Tuy nhiên, về chặt chẽ chưa thì chúng ta khẳng định là cũng còn một số vấn đề mà cũng tiếp tục. Và vấn đề này tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các địa phương phải làm nghiêm hơn, chặt chẽ hơn, nhất là trong công tác phối hợp giữa địa phương với các tổ chức, đặc biệt là cái sự tham gia của người dân trong vấn đề này và sự vào cuộc của công an tỉnh. Công tác quản lý sau cấp phép đang bộc lộ nhiều thiếu sót, tạo kẽ hở cho tình trạng cát lậu lộng hành, tài nguyên bị thất thoát.
Các địa điểm khai thác cát cách trụ sở của cơ quan hành chính nhà nước cũng không xa. Thế nhưng không được phát hiện xử lý những hành vi vi phạm trong khai thác mua bán cát trái phép. Chưa ngăn chặn được nạn khai thác cát lậu thì khó kiểm soát được giá cát và sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho nhà nước và cả doanh nghiệp làm ăn chân chính.